Đi. Đổ xe thử em mà. Ra đi ra thế mới chờ. Ờ thầy cúng đâu nhỉ? Có bài văn sớ đây rồi. Đi. Đi hai con ơi. Đi 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 tạm. Ôi nhưng mà phải đi rửa xe cho đẹp đã nhờ, cho sạch đã nhờ. Đi thôi hát tặng vô thường ơi. Thì con Camacho vẫn đẹp vậy. Ui hay là anh làm battle đâm nhau với cảnh sát với bọn mình. Hôm nay cảnh sát Huy Chọc qua rủ tao chơi đâm nhau mẹ. Vãi cần lìn thật. Đâm mắt nát bét xe Huy Chọc luôn. Ôi ướt hết áo. Sạch bao kim kiss. À chấm cho tao chỗ độ xe vẫn nào. Chỗ độ xe vẫn là chỗ độ xe à? Ngay trước mặt, trước mặt bên trái kìa anh. À thế à? Ờ ừ. Cần thế nhở? Này hơi bé nè. Sợ tí nó bị đông quá ấy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ồ. Có bên kia nhỉ? Có cả đèn đóm nhỉ? Bạn ơi, độ xe đâu nhỉ bạn ơi? Anh đợi em tới, em chưa cúng xong anh ơi. Em đợi thầy qua cúng anh ơi. Đây, thầy nè con. Đây, 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 thầy, đây, thầy, thầy nè con. Ôi trời ơi, thầy ơi, trời ơi, con đợi thầy nãy giờ. Ôi, đó. Anh ơi, độ xe xấu ở bên kia của em. Đâu, sư phụ em đang ở đâu, anh đợi tí nha. Đợi khách đến đông đủ, khách đến đông đủ em cúng cái nữa là bắt đầu mình làm việc luôn á. Em mới quay lên anh ạ. Em tên Isaac Clark anh ạ. Vâng anh ạ. Em mới từ quê lên anh ạ. Quản phận, ui chỗ độ xe đẹp nhờ. Ui. Ui, nhìn cái gara mình lại sao thấy nó chán. Tự nhiên thấy cái gara mình nát bét vậy em. Ui, sếp ơi, sếp nhìn thấy con gì không? Camacho đấy. À nhầm, con Dominator đấy. Khang trang nhờ. Dominator anh. Dominator này. Đây là mới cấp độ 1 thôi anh nhớ. Cấp độ 2, cấp độ 3 thì thôi. Mẹ, Dominator đẹp nhờ. Dominator như này thì thôi. Ok chưa, ok. Và như cái máy bay phản lực ấy. Anh này vẫn quen. Xe này có đi được không nhỉ? À, chỗ này trông nó đẹp thế nhỉ Ben nhỉ? Anh đi thôi. Anh này là sắp tới dồn tiền sửa lại gara mình cái đi cho nó sang trang. Nhìn lương một hai tuần mình đổ lấy cái gara mình đi anh. Trông bóng bóng như này sếp ạ. Lát sàn cũng phải như này luôn. Cho 3D tí. Em bảo chỗ này sửa lại hết nhiều tiền không? Chứ anh qua thấy nát bét à? Anh chủ kia kìa. Đâu chủ đâu? Ờ anh Hope à. Ơi. Anh đang bấm điện thoại đấy. Chủ gara đâu nhỉ? Con ơi. Em ơi. Dạ bà. Hope ơi. Dạ anh đợi em tí. Sao này xanh trái xanh trái. Chỗ này sửa lại hết nhiều tiền không em? Bên nào thiết kế đấy? Bên nhà thiết kế Nobi anh ạ. Nobi à? À bên Phương Chọc à? Dạ đúng rồi. Sửa anh không lại. Bên anh em nghĩ bên anh làm cái nền nữa là ngon. Cái nền này. Anh mà ở bên anh mà đổi hết cả cái nền của cái gara anh sang cái nền gỗ này thì mẹ nó có đắt không nhỉ? Em cũng không rõ nữa, cái đó phải đợi bên kia báo giá anh ạ. Ở đây anh chỉ muốn là đổi, thứ nhất là đổi lại cái nền của anh là nền gỗ này, thứ hai là làm lại cái tường là tường gạch hết này, đẹp thế. À cái tường giống vậy đúng không anh? Ờ tường gạch giả gạch. Ông này. em thấy có một cửa hàng mà nó cũng na ná giống vậy mà mình chỉ đợi cần đổi cái nền thôi, em thấy được. Nó không cái mặt bằng bên trên kia ấy, gần độ bánh xác ấy. Ủa Hope, hôm nay khai trương có chương trình khuyến mãi gì không? Có anh, trời đổi màu anh à. Ủa đổi màu xe. Mọi người thay đổi hết rồi đấy nhỉ. Thế cúng đi, cúng xong cái để anh vào anh sửa cái. Ok. Em bàn tí công chuyện nhanh được. À ừ đây. Ừ em bên em thì em cần cái dịch vụ rửa xe của bên anh ấy. Ừ. Ờ nhiều bên anh thì lấy giá như nào để khách em qua nó để em đổ xong để em chạy qua em rửa xe. Trời ơi, bây giờ anh bảo nhá, đây ra đây lại bảo mày tiếp này, ra đây này. Đầu tiên nhá, mày phải giải quyết ngay cho anh cái dịch vụ rửa xe ở bên ngoài. Dịch vụ rửa xe bên ngoài hiện tại là có 50 đô. Em đang thấy thằng đó nó hơi bị. Ờ thằng đấy là hơi bố láo. Ừ, bây giờ em phải cho nó lên 5 lốp. Không, em dẹp nó luôn. Hoặc là dẹp nó luôn. Ừ. Em dẹp nó luôn. Dẹp nó luôn thì hiện tại bên anh đang rửa xe cho khách là có 2 lốp thôi thì đang hơi rẻ sao ấy. Thì nhưng mà bên đây là phải rửa xong mới sơn được à? Bên em là 1% thôi, là 1% hư hại thôi cũng phải qua bên anh. À, phải cả rửa cả sửa luôn. Đúng. Thế thì rồi bên anh sẽ lên giá rửa xe là 5 lốp. Còn nếu như mà khách bên em mà chỉ sang thì bên anh chỉ lấy 3 lốp thôi, ok không?
Ok, tại vì em, nhân viên em sẽ chạy qua không là chỉ cần báo nhân viên bên em là xong là cái, mình tính tiền theo tuần hay là theo ngày luôn anh, hay là theo job luôn? Cái này mình cứ mua theo gói đi. Hay là nhà thì hợp lý nhất là bên anh cho em một cái cục giá luôn đi, sau đấy là bên em nhân viên cứ sang sửa thì bên anh cứ tính lấy tiền theo tuần thôi. Ok vậy được anh. Để anh tính lại xem dễ tính hơn. Một ngày bên em có khoảng bao nhiêu khách sang sửa? Rồi, một ngày hả, xe nếu mà hiện tại thì chắc cũng một ngày thì để giúp anh em thì một ngày em chỉ nhận khoảng 4 chiếc là cùng anh à. 4 chiếc, ví dụ như 2.000 một ngày đi. Một tuần 7 ngày sẽ là 14.000 thôi. Một tuần anh lấy 10.000. Được chưa? Okay, mỗi tuần 10.000 anh sẽ lấy vào và thứ hai hàng tuần là anh sang thu tiền. Thì khách mà bên em sang rửa thì cứ sang rửa miễn phí, cứ đẩy nhân viên sang rửa là được. Ok chưa? Rồi, ok nhá. Rồi để em đợi thầy đó, thầy nó lâu quá. Ê thầy tới. Thầy ơi. Thầy ơi. Con đậu bao nhiêu anh đậu? Cái gì? Con tầm khoảng bao nhiêu? Chưa biết được, tí nữa nó cúng xong rồi nó mới khai trương, mày đang đợi nó cúng này. Dạp trước này không có buổi trước này là không có. Ui dồi. Wow, trên... Đây này, đây này, mà nhìn thấy không? Tí nữa con Camacho ta sẽ độ màu đen đỏ như thế đấy. Đẹp là màu này đẹp mà. Lên cái màu, không cái này là màu nâu với lại lên ánh đỏ nè. Đây đúng rồi, nâu ánh đỏ ấy. Tí... Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Sao. Đây. Cái này bàn thờ thôi, cái bàn thờ. Nâu ánh đỏ và đèn gầm màu đỏ. Rồi ok, đấy, đúng màu anh thích cho em mượn anh chìa khóa xem biểu diễn dài đường rồi. Anh ra đây đỏ, anh ra đây với em tí nữa. Lại nữa, làm sao? Cái này bàn thờ. Cố hề này. Anh phải ra đây. Mấy cái đủ tiền này đổ sang đây. Đấy, phải ra góc này kín kín anh em nói chuyện dễ. Mày xiên tao phát à? Bây giờ tình hình là thứ tư này em nhập lậu được một lô thuốc lá và xì gà Cuba. Thuốc lá và xì gà Cuba? Đặc điểm là có thể chữa được bách bệnh và thậm chí là giảm cả xì chét. Wow, là gãy xương các thứ là hút cái là khỏi luôn. Không anh, gãy xương làm sao khỏi được. Đây là đang nói về vấn đề xì chét. Bởi vì sắp tới Bây giờ anh chỉ đầu tư 800.000 thôi. Anh đầu tư 800.000 nhập lô này là 10.000 bao thuốc lá, mỗi bao 10 điếu, 10.000 điếu xì gà. Thì anh, bây giờ anh thử tính á. Bây giờ 800.000 đô cứ cắt nửa ra với cả số thuốc lá đi là 10.000 bao, là anh bán đi khoảng đâu đó 40 đô một bao là anh hòa vốn, anh bán 60 đô một bao là anh có lời. Một bao hút được 20 điều à? 10 điều anh. Phải cắt lẻ ra bán lẻ luôn. Bán lẻ cũng được. Một bao 10 điều, một bao mà bán điếu. Anh cắt lẻ ra 10 điều. Một bao bán 500. Mà khi mà nhập rồi anh nhá. Khi mà nhập rồi ấy, thì là thức ăn, nước uống là sẽ không làm giảm sờ chết nữa, mà chỉ có hút thuốc của anh mới giảm được sờ chết không? Wow! Thế còn hút, nhưng mà ở ngoài thị trường chúng nó vẫn đang mẹ đi bán cả thuốc lá cuốn kìa. Thuốc lá là... cuốn đấy nó phạm pháp, còn cái này là hợp pháp. Thuốc lá và xì gà nó khác ấy. 800.000 anh thử tính mà xem. Khoan đã, nhưng mà tao mua nửa công được không? Không anh, bây giờ bên MNJ đang giả 1 triệu. Mà anh là chỗ thân tình, anh là chỗ sửa xe cho em nhiều nhất, nên em bớt giá cho anh chuẩn 800 thôi. Thôi được rồi, tao biết tình hình thế. Đêm mai tao sẽ gọi điện cho mày, tao phải bàn lại với mấy anh em đã. Mày cho tao okay. Số điện thoại đi, tối tao gọi. Anh có số em rồi mà. Tao chưa. Chết rồi. Ờ, của mơ. Chia sẻ okay lại đi. Rồi 800.000 là không bớt à? 800.000 không bớt. Thứ tư có hàng. Thứ tư có 10 hàng 10.000 à? Bao 10.000 bao, 10.000 điếu xì gà. Mẹ xì gà hút sẽ giảm nhiều sờ chết hơn thuốc lá. Mẹ, 10.000 bao bán đến khi nào nhỉ? Thì em bảo rồi mà, anh bán 60 đô một bao là anh lời cắt cổ luôn anh. Nãy mày vừa bảo 40 mà. 40 là hòa vốn. 10 điếu bao bán 500. Nhưng mà giá cả là anh tự bàn mà, cái này độc quyền. Cái đấy là độc quyền. Đúng rồi. Độc quyền cả tự ra luôn. Bán bao nhiêu anh bán? Bên MNJ đang trả em 1 triệu. Được rồi, ok, đêm nay tao gọi mày, để tí tao về họp công ty đã, nhá. Ok nhá. Con thấy anh này làm việc cái lọt này chú ạ. Mẹ, con lấy tiền ở công ty ra, hay là huy động vốn của tất cả anh em nhỉ? 800.
880 thằng mỗi thằng 100 thôi. Ôi, thế giới hết. Thế thì xe tôi. Anh hề. Riêng xe tôi là bạn phải hỗ trợ tôi đấy nhá. Chú Hài ơi, lát nữa mà cúng xong chú Hài muốn mai quay cồn lên nhà các kiểu. Thôi. Bạn ơi, để xe máy chỗ này, xe máy chỗ này. Để cho thằng cháu tôi nó xử lý đi, thằng cháu tôi xử lý. Tôi không có tuổi rồi. Ok. Qua chú ạ. Mình mẹ phân phối cho cả quán nước, phân phối cho cả bệnh viện. Mẹ hợp lý thế nhỉ? Mình không làm ăn nhau đâu mà. Bán xạo. À. Rồi, tí nữa họp. Kia, sau đi, xe to anh. Không, tôi mà bán tôi phải bán mẹ mày. 500 một bao các bạn. Lên đồng à? Kinh quá nhở, cúng bái các thứ mẹ. Chủ đổ xe kìa. Giống đi khiên hòm quá ta. đúng khiên hòm đó. Đứng bái anh đi vô đông nhà. Đúng rồi đó. Anh ơi, anh đi ra chỗ khác cho người ta cúng anh ơi. Em vừa đi vệ sinh. Hello nha. Hello mọi người nha. Vừa đi vệ sinh xong. Trời ơi, không chuyên nghiệp gì hết trơn. Lên chặt bê nào, lên chặt bê nào. Anh gây nồi chuồng anh ơi. Xin chúc cho cửa hàng chúng ta mở ra khách vô lượt lượt, doanh thu cao, khách hàng tín nhiệm. Phải tín mà. Làm ăn phát đạt. Trời ơi. Đau đầu quá thầy này, đau đầu quá. Cửa hàng cũng gặp nhiều vận may phát triển không ngừng. Thầy bản thân đúng không? Cho công ty đi đến khỏi hương mà đi đến thế à? Thầy công nghiệp lắm. Phật. Nam-mô-a-di-đà-phật. Nam-mô-a-di-đà-phật. Thấy cái này chúng mày sập phải là Nam-mô-a-di-đà-phật. Sao vậy? Sao vậy? Đây rồi. Vậy xin tất cả các chư thần, ông bà, các vị khuất này khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực này, họ nhận chứng minh ủng hộ của gia chủ. Vỗ tay mọi người. Vỗ tay à? Rồi, cho chủ ra đốt cây nhang cái đám ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Con ơi, ra đốt nhang con ơi. Quyền. Có cái bàn của thầy bảo từ hồi chiều đâu nhờ con nhờ? Con thấy cái bàn đâu rồi? Làm ăn phát tài phát đạt. Trời ơi, mày được họ tên ra trước biết mày ai là phù hộ. Đúng rồi, phải nói họ tên đâu, phải xưng. Con tên Mô Bè Lè. Còn xin cái gì nữa không? Để thầy biết nè. Xin cái gì nào? Nói luôn nè. Con xin các hương hồn, các thầy lĩnh thiên phù hộ độ trì cho con. Nam ăn phát tài phát đạt. Thôi còn xin dừa mình gì nữa không con? Thầy ơi, trong rồi thầy ơi, muối gạo thầy ơi. Muối gạo đi. Nào. Các đệ ơi, gạo đâu? Cúng ra đi. Hôm nay mình cúng cá vàng, cá chép, cá ngừ mà. Đâu? Gạo đâu? Gạo đâu? Sao bảo là có tung tiền lộc lá gì cơ mà. Để tung gạo. 3, 2, 1 này, 3, 2, 1. Thất thu rồi, quay lè, thất thu rồi. Ôi giời ơi.
rồi. Xe vật lắc cái. Ôi rồi, xe vật lắc cái. Xin lại đi, xin lại đi. Số con là hơi bị hên đó, con hô bay à. Xong rồi anh em vô giật con hồn đi. Rồi xong rồi lấy à. Ai giật đi, giật đi. Ôi không giải tiền à, phải giải tiền chứ. Giải tiền đi, giải tiền đi. Giải tiền đi. Không lăn cô à. Cô á. Giải tiền, giải tiền. Ăn hết rồi à. Bên cạnh lời chuyên nghiệp, đồng phục, mặc cả đồng phục đi khai trương. Em thông cảm. Thì, cho thầy xin tiền cọc còn lại nghe con. Con này, con này đang cua này, con này cua này. Thầy gấp gáp gì vậy? Thầy cái này chết rồi. Thầy tiền bạc quá. Thầy tiền bạc quá. Rồi Tâm mời khách vô, Tâm quen đi con. Mời khách vô đi, Tâm qua đi con. Thầy khoe nhưng mà thầy đi cái tước kì thầy. Anh có xe nào để em demo cho anh coi thử không? À đấy, có xe demo luôn. Đâu nhở, đâu nhở. Ôi giời. Thầy ơi, thầy ở đó rồi. Dạ dạ dạ, em mày thấy con vết bao tôi thế nào? Xe đi chở của tôi này. Được nhờ, nó khác hẳn. Ủa, bên mình. Sếp ơi. Ơi. Sếp ơi, hợp lý thế nhỉ? Nó khác hẳn bên mình ấy nhờ. Vâng, đẹp vãi trưởng sếp ạ. Đẹp vãi lìn ạ. Ôi. Đây đây đây. Để xe tôi demo xe cái. Con này mình đổ như là bao nhiêu tiền đây? Xe của sếp đó. Wow. La la chút cho mà mia. Con này đồ trời. Đẹp con này con nó mới đi tờ này anh em. Sao cái máy có cụ băng keo đây vậy? Đâu rồi, xe. Ủa, đi tờ đây à? Tờ đây. Dạ màn được. Quá đẹp. Đâu nhở ông chủ đâu nhở? Đẹp quá. Bạn ơi. Bạn ơi. Sao ạ? Đây đây, xếp tôi... Sao xe đoàn? Đây, để anh cho xe vào nhá. Chạy đường, nước sôi, bạn ơi. Xe vào, mẹ chết người rồi. Nước sôi, mọi người chạy ra nào. Nước sôi. Anh à? Anh ơi, vào đây luôn. Nào nhỉ? Quầy. Bên kia bạn lấy nhầm xe tôi, bạn ơi. Em biết là anh không em rồi. Có cả lấy nhầm xe luôn hả? Cảm ơn thầy. Chúc con hốp vạn sự như ý, tỷ sự như mơ nhá. Cảm ơn thầy. Đáng nữa mình kết thúc buổi tiệc mình giải quyết luôn. Anh bảo này. Cho anh màu nâu ánh đỏ như con xe tải của em, với cả cho anh cái đèn gầm màu đỏ trước đi. Có vấn đề sếp ơi. Là cần đoàn mấy cái bút lóc này. Chà chà. Này. Có mình nhỉ. Anh mời à. Rồi sao đây bạn này. Anh sửa xe giùm em. Ok kìa. Ô kìa. Là sao? Có thể sửa máy tính rồi mà. Không có chuyện đó đâu. Anh bị xước rồi. Phải mới tinh mới sửa được ạ. À mới độ được ạ. Ủa mất cả đúng 1% thân vỏ đấy không sửa được luôn. Đúng rồi anh. Ây da. Mẹ căng thế nhờ. Thế bây giờ từ chỗ sửa của mình qua chỗ này là phải đi hết sức cẩn thận à? Hết sức cẩn thận luôn anh ạ. Đánh nhau không? Thôi để mình về sửa lại, để mình về sửa lại nhá. Thế tôi bênh lên chỗ này. Thế. Ủa quái cả trưởng ạ, 1% cũng không sửa được. Đánh nhau luôn đây này. Bèo bèo thật. Con về sửa xe cả đã. Mẹ tự nhiên tôi thấy cái gara rách nhà mình bẩn thế nhở. Ồ. Ui thấy chưa. Mẹ đi một tí thôi đã mất 1% mẹ rồi. Mà tôi không quẹt một tí nào luôn nhá. Thế thì làm sao mình có thể đến đấy với 100% được nhở. Né anh ơi. Mấy anh ơi em đi cẩn thận lắm, mấy anh tránh ra em cái được không? nâu lên ánh đỏ đúng không anh? Ừ, nâu ánh đỏ với đèn gầm đỏ em ạ. Mình có được xem trước nhở bạn nhở? Này xem trước, lát vô phòng sơn anh ơi. Ui ôi đẹp thế. Ui đẹp à. Đẹp anh ơi. Ui. Đây, màu đẹp, đẹp. Anh thích màu này không? Màu này đẹp. Không, màu trầm cơ, anh không hợp màu sáng. Màu trầm.
Amo. Một xe nhấp biển chầm anh ơi. Nó có cái có cái sơn nào nó có hình sẵn không em? Sơn camo hay là gì đấy không? Skin nữa anh. Ừ. Con này riêng con này thì có anh. Đâu đâu anh xem nào, anh xem skin con này nào. Để em tí. Cảm ơn Bùi Thành nhá. Rồi, Camacho. Úi giời, úi giời, úi giời đây. Đẹp vãi lìn tê. Đây 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 đẹp này. Coi đẹp lắm đâu. Không 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 được anh ơi. Captain America. Cái kim này anh vẫn lên màu được nha anh, vẫn còn lên màu được. Này cảm ơn. Cảm ơn rồi, cảm ơn rồi. Camacho này. Đây là ba màu hồng. Là gì? Con Camacho này hợp hợp cho gara mình ấy. Oh, đây là đẹp đủ. Đẹp. Gara mình đi chung ấy. Ui. Ui. Wow. Đẹp thế. Ui giời. Wow, màu gì này cũng đẹp này, màu gì này đẹp này. Màu gì này nếu nếu mà để coi em lên bóng thêm bóng thì được. Nếu 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 thêm bóng thì chắc còn màu nào khác không? Cứ cho anh lướt qua một vòng xem nào. Kim như đó thôi anh. Skin thôi. Mà mềm rồi. Em có thấy là sẽ lên đứng được rồi. Mới chế. Anh lấy con sao này được này, anh lấy con sao xong mình chỉnh mình lên màu lại được. Không không, không ngôi sao này xấu quá em ạ. Thì camo đi. Camo này tí nữa anh lên lại màu nâu à? Không, camo này tí nữa lên màu đen trắng cho anh được không nhỉ? Được anh. Em lên thử màu đen trắng cho anh nhìn xem nào. Ok, để em tính. Camacho bò sữa. Ừ, kiểu con bò sữa ấy. Wow. Camacho bò sữa. Camacho bò sữa. Này phải thay cả mâm anh đồ ạ. À, thấy mâm đắt lắm mày. Anh ơi, em phiền anh một lát nữa được không? Ừ. Anh có thể chạy về anh cất xe xong anh lấy ra lại được không? Ô kìa. Lại đâm đấy. Tại vì nó có chút vấn đề trong trong gọi là cái hệ thống hệ thống gì đó. Nó báo em không đủ nguyên liệu anh ạ. Ô kìa. Dạ đúng rồi. Ừ, thế thôi để lấy về anh lưu xem nào. À, tí nữa nhớ trừ nhớ tính tiền đổ xăng chạy mấy vòng nha bạn. Trời ơi, bây giờ chạy về nó lại mất đâu đấy khoảng 1% nữa, lại phải đi sửa tiếp à. Khổ thực sự. Xem bao nhiêu tiền đã, chứ mẹ cứ muốn độ là độ được thì đéo có câu chuyện cổ tích gì đâu em ạ. Mẹ đắt vãi cả lìn ra. Con này mà độ full thì thấy bảo là mẹ bằng tiền mua hai con Camacho nữa em ạ. Ui đẹp quá. Bạn ơi. Ui con này dã man nhỉ. Mày nhìn cái đó mày biết con đó có ai không bạn? Bạn đổ hết bao tiền đây? Không, mày nhìn cái xe đó mày không biết của ai à? Không không, tôi chưa biết của ai luôn bạn ạ. Trời, mày nhìn mày nhìn nó có nam tính không? Anh ơi lên xe em trả chìa khóa này. Chiếc này đổ cho chị gái mà. Đẹp vô xe, vô xe. Anh lên camo đúng không? Ừ đây camo này em ơi. Camo này đúng. Camo này có làm vẫn đen ánh đỏ được không nhỉ em nhỉ? Vẫn đâu ánh đỏ được không nhỉ? Để em nghiên thử. Ừ thử thử của anh xem nào. Ôi màu camo đẹp mày. Ừ camacho mà đỏ lên nhìn giấu. Để cho anh xem lại. Đây đỏ thấm một tí em ơi. Đỏ lúc nãy thấm một tí. Đỏ đấy đẹp phải chưa bây giờ. Đây từ từ nha để anh xem. Candy anh ơi. Cho nó sẫm màu xuống một tí được không em? Okay, đây sậm quá. Không cho anh xem màu cam cũng được này, anh thấy có màu cam cũng đẹp đấy. Màu này đâu anh? Này màu đỏ là đây trông cũng đẹp này, nhưng mà anh muốn nó trầm xuống một tí nữa được không em? Ơi, ông này được không? Thế còn cái màu đen này thì làm cho anh ánh đỏ lên được không? Ánh đỏ hả? Ừ. Không em nếu mà làm ánh thì em làm nguyên một con luôn anh. Anh sẽ thấy nó anh đi nó ánh lên. Được rồi, ok. Từ từ cứ đổi màu cho anh một tí đi, lưu lại cho anh cái màu này nhá, để đổi cho anh tí để anh xem có lựa chọn nào nó đẹp hơn không. Thì em đợi con chỉnh từ từ nha. Quạt màu hồng đẹp nhá. Dĩ nhiên ơi, lát ghi lại giùm anh cái màu nha. Ok anh cứ đọc đi ạ. Này là màu nâu green anh ơi. Quay lại cho anh một màu, quay lại cho anh một màu mà. Không quay lại đâu, đây là đẩy lên rồi. Quay lại cơ, lúc anh thấy có cái màu cam đẹp đẹp. Đây, màu này trông cũng được này. Này là màu nâu Fajer này. Ừ, màu này chơi nó cũng chiến này. Alo,
Lên đánh đỏ là ok đấy. Ừ, đã nhờ. Không nhờ, thôi đổi lại cho anh màu khác đi, màu đỏ đi. Anh vẫn thích nó màu đỏ hơn, tại vì đèn gầm anh kiểu gì cũng lắp màu đỏ mà. Đẹp anh ơi. Ui. Có formula. Ờ đây, đỏ này em ơi. Xong rồi tí nữa phủ đỏ lại cho anh một cái lần nữa nhá. Formula. Phủ ca may lên đúng không? Rồi. À, với cả thử cho anh cái đèn gầm màu đỏ xem nào, để anh xem có hợp không. Em thử đèn trước nha. Lưu lại giùm anh màu đỏ formula nha. Lưu lại chưa? Ok, em ghi rồi anh. Ok. Đèn thì anh lắp hết 4 bên luôn không anh? Ờ, 4 bên em ơi. Bộ môn thể thao này hấp dẫn nha. À, bộ môn thể thao là tốn tiền vãi nồi á. Màu đỏ luôn anh? Ừ, đỏ em ơi. Cho anh hai option, một là đỏ, hai là cam, để anh thử xem nhìn nó sẽ như nào nào. Tại con này gầm hơi cao. Không dầm cho Lâm Đình Khoa rồi. Bộ này cũng không là dành cho cảnh sát rồi. Anh ơi, nhìn kỹ bên dưới, tại vì nó không chiếu xuống đường nhiều ấy. Bắt kết cấu xe nữa. Tại up ra nó không chiếu xuống đường nhiều ấy. Đỡ cái cấu xe này nọ. Anh nhìn kỹ ở dưới nha. Này là một cam này. Cái tầm mà mặc. Ôi dồi ôi, sao anh không thấy nó phản một tí nào xuống dưới đất nhở? Không, tại vì do cái nền bên em anh. Em chuyển cho anh đèn ngang đi, nhìn cho dễ đi, đèn trước khó nhìn lắm. Nếu mà biết sợ thì đã trả sang đây chơi. Cứ bước ra ngoài cửa đấy. Em nghe nghe. Anh biết rồi. Cả thấy đèn gầm luôn mày ơi. Không con, tại vì con này không thấy rõ đèn gầm đâu anh ơi. Thì cái con này, con này nó không thấy rõ đèn gầm như mấy con khác đâu. Con này phải hạ gầm xuống. Anh hạ gầm đâu? Gầm kẹt thấp thì đèn nó mới sáng được. Làm lại lốt đi nha. Cái đèn gầm mà lắp cả bốn hướng của con này là bao tiền nhỉ em nhỉ? Đèn gầm bốn hướng để em tìm con. Có đèn gầm này. Không rõ lắm. Đèn gầm báo giá bao nhiêu vậy em ơi? Coi giùm anh cái. Lồi cái đầu anh Phương Trọng mới thấy ạ. Đầu của anh phản chiếu ghê quá. Một hướng là 5.000 anh ơi, full option là 20.000 nhá. Full bốn hướng luôn á, full bốn hướng là 20.000 anh ơi. Ừ được rồi, cho anh một cái option là cái khung sắt ở đằng sau chỗ thẳng lên em. Chỗ cốp này em ơi. Nó có khung sắt đằng sau mà đúng không? Có anh. Ừ, đâu anh xem nào. Này khung để phơi cá nè anh. Có phải để hợp luôn không, à? Không, nó là cái khung ở bên trên viền cơ em ạ, chứ không phải khung ở trong. Ôi, bên trên viền ở trong này luôn á. Đẹp đấy. Đợi em tí. Hay nhờ. À đây đúng rồi em ơi. À. Đúng rồi, chuẩn rồi. Không, đúng rồi, khung này. Khung này, khung này, khung này. Đi chà. Khung ngang luôn. Đấy đây đúng rồi, khung này này, khung này có carbon không em? Ủa. Có chrome mà nó có carbon này. Rồi ok, cho anh màu đen vừa qua đây rồi ok, đen đấy. Màu này đúng không anh? Ủa. Khung này bao tiền nhỉ em nhỉ? Khung này tầm 25 anh ơi. Thế còn sơn là bao tiền nữa nhỉ? Báo cho anh giá sơn luôn cái. Sơn là 3.000 anh ơi. Cho tất cả luôn á. Sơn là 3.000, còn kim thì 5.000. Nhưng mà nãy hôm nay khai trương thì là sơn miễn phí. Ôi, đem qua sơn ra, đem qua sơn ra. Ủa còn em skin miễn phí hả? Em ơi skin khác em. Em ơi thay cho anh cái bậc lên này của anh hay bị trượt chân ngã lắm. Em nói hỏi bác Mai đâu. À cái bậc lên dưới cửa này. Ờ cái bậc lên dưới cửa này. Ôi về sửa xe qua sơn gấp. Em ơi lưu cho anh cái cánh gió ba. Cánh gió ba nha. Ok anh. Ok cánh gió ba. Cái xe máy tao đây để đấy không? Cái kia đây này, xe màu vàng đúng không? Này phía phần sườn này anh ơi. Anh coi lại giùm em nha. Nó có mấy cái này thôi à? Thầy cúng nào? Đấy, nó có mấy cái này thôi. Đấy, cái này bao tiền đấy? Cái màu đen sậm ấy. Này tầm 10.000 anh. Cái khung đen, chuyển sang khung đen nha. Này. Không. Đấy, cái này. 10.000 đây. Lưu lại của anh cái. Rồi, sườn ngang là một nha em ơi. Ok rồi. Cho anh xem con này có đổi vành đúng không nhỉ? Cho anh xem một cái vành là trông có đẹp đi em. Mâm xem. Bánh ốp ra luôn hay sao anh? Bánh ốp ra nhưng mà nó lại khác. Nó trông nó chiến lên một tí.
Rồi, hôm nay anh nhiều tiền nhỉ? Anh điêu này cả đời mà em. Thầy ơi, thầy gì đang đứng ở lốp xe, thầy tránh tránh nha cho bọn con nhìn vành cái được không thầy ơi? À, đúng rồi. Con này anh độ đi hết đời rồi. Ui đẹp quá. Đẹp thế nhỉ? Không có con nào được anh báo lại em nhé. Ờ cứ qua đi. Thầy đồ này. Ui. Hết rồi anh ơi. Ờ, quay lại đi em. Quay lại lần nữa đúng không? Rồi. Rồi, từ từ cho anh cái 5 chấu đen này bao tiền em ơi. Cái này đúng không anh? Ờ đấy, cái 5 chấu đen này, đây đúng không? Đợi em tính. Thôi mâm bao nhiêu em? Mâm xe là 10.000 một bộ ạ. 10.000 một bộ anh ơi. Đồng giá cho tất cả luôn 10.000 một bộ. Em này sơ sơ đủ phải 300k. Nước này có lên được màu không bạn nhỉ? Chưa tới mà nãy giờ chưa đụng tới 300k luôn, chưa tới 100 luôn. Ờ con vết 3 lên đi. Anh ơi là vành xuống mấy vậy đây? Có độ mà, mai ra độ vết 3 mà. Đắt thế nhỉ? Có bản giá hết rồi, lên làm trong giá rồi. Anh em yên tâm đi, không có mắc lắm đâu. Rồi chốt cho anh cái bộ vành này đi em ơi. Chốt vành bộ vành nữa. Bộ vành Rider em ơi. Cho anh xin hút em ơi. Cái nắp capo dùng từ vành 3. Ok ok, để em tính. Này lên cái camo đều đều anh. Coi giùm em nha. Rep tuyệt vời luôn. Mai phải xách cu mà ra thôi. Đúng. Có bộ 2 mũi anh này. Có mỗi hai cái thôi à? Không. Này carbon này. Cái này hai mũi nhô lên. Cái này thì mũi giữa. Cái này thì carbon. Còn cái này thì đổi. Ôi, ui giời ơi. Trong chiến thế nhở? À cái này để đi đào đá chặt gỗ rồi bạn. Vừa đây thì chặt luôn này combo. Lấy anh ạ. Cái này trông hay đấy anh ơi. Cái này ở cái giữa thì đẹp nhưng mà hai cái hai bên xấu quá. Sẻ với cái rìu xấu quá. Bang rìu sẻng. Bỏ được hai cái rìu sẻng như thế. Ừ. Có cái nào mà nó ở giữa nó như này nhưng mà bỏ hai cái rìu cái sẻng đi không em? Không có anh ạ. Ừ thế thôi bỏ cái mâm trước đi cho anh được. Cái hút trước của anh không cần. Coi cái mua luôn anh. Anh coi luôn cản trước không anh này. Đâu đâu anh xem cản trước nè. Wow. Cái trước quan trọng lắm á. Đây là cản, đây là zin nè. Cái cản trước này nó có tác dụng chống va đập không em? Hay chỉ cho có, đẹp có, thôi? Có anh ơi. Có à? Đấy. Đâu cho anh xem vòng đi mà. À, hầm hố à. Đó hết rồi anh ơi. Em thấy cái đầu đẹp nhất anh ạ. Cái zin này, này, này là cái này, à? Này zin rồi, cái này là zin rồi, nguyên bản. Thôi, không cần cản em ơi. Ok. Anh cần ống xả không nhỉ? Ống xả nó có thay đổi tiếng của xe không em? Dạ không anh ơi. Thay đổi vị trí thôi. Đâu anh xem nào. Này ngay giữa rồi anh ơi. Nằm ngang xuống ngay chỗ bước lên. Không nhìn kỹ đâu em ạ, không nhìn rõ đâu. Còn cái này anh. Ôi. Bên ơi, cái khói đẹp đấy. Khói bên chỉ khói anh trời kìa. Cái gì đấy? Hai bên nè, ống xả. À, ống xả hai bên đó. Người ngồi sau hơi bụi nha anh. Người ngồi sau hơi bụi nha. Rồi đẹp á. Ờ giống mấy cày đi em ơi. Ồ trông giống cái máy cày quá em ạ. Tự nhiên là phá dáng của xe đi. Ừ. Không nên. Thôi bỏ đấy đi em ạ. Giống cái chiếc cu điện. Anh cái cửa này, cửa này. Không cửa. Không cửa rồi. Mui. Anh cần thay còi cho nó lớn hơn không anh? Không. Còi không cần. Phanh. Còi bấm để tính. Con này à, có độ phanh được không em? Tí nhớ không? Có em. Cho anh xin, có anh. Cho anh xin cái giá độ phanh của con này cái. Độ phanh đúng không anh? Anh đỡ em tí. Chắc tầm 2.000. Chuẩn bị đỡ. Em đứng chờ nhé. Đỡ. Phanh con này hiện tại đang lắp là lắp phanh nguyên bản của theo xe nhé.
anh cho em 20 giây. Hai đứa hộ xếp cái mọi người ơi, đứa hộ xếp cái. Anh ngã rồi, xuống nha, đừng ngã chéo, ngã chéo là lọt khe của em với anh kế bên đấy. Đỡ em đỡ. Tôi làm đệm rồi, tôi làm đệm rồi. Ôi giời ơi, em đỡ rồi. Thế bây giờ hiện tại anh lên fan cấp 1 là tầm 17.000 anh ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cấp 1 là 17.000. Mới cấp 1 anh, mới cấp 1 rồi, còn 3 cấp nữa. Ôi giời ơi. Còn ngã bên này mà. Còn 3 cấp nữa. Ngã nhầm hướng rồi anh ơi. Thế cấp 2, cấp 3 bao nhiêu em? Cấp 2 hiện tại em chưa có hàng nha. Lên cấp 1 chứ anh hỏi tí, lên cấp 1 so với cả bản stock nó có khác nhau nhiều không ý? Nó khác một chút thôi anh, tại vì do gọi là cơ chế nó thay đổi so với lại gốc. Thì nó không thay đổi nhiều. Cái phanh này em nghĩ là không quan trọng lắm. Ừ được rồi, ok, thế thôi cứ chốt hết tất cả những cái đồ vừa rồi cho anh nhá. Lên danh sách hết cho em ơi. Bạn ơi làm cái đèn xenon đi bạn, cho nó sáng. Còn gì nữa em ơi? À em ơi, cái này thay đèn xenon được không nhỉ em nhỉ? Thay đèn xenon được anh. Nhưng mà hiện tại là chưa lên màu được nha. Ờ chỉ thay được đèn xenon thay bao tiền em? Đèn xenon thì một bộ là 10.000 anh ơi. Rồi ok, tôi lên đèn xenon cho anh cái. Đèn xenon một bộ 10.000. Chưa màu. Ờ chưa màu. Màu lắm rồi. Lên xenon đẹp lắm, xenon sáng lắm. Phải. Ủa nó mới tắt tiền tiếp. Sáng ấy cảnh sát ra phát hiện anh Phương ơi. Có lấy xe mà mình thấy rõ đường mình chạy xét chứ. Có đèn gầm lấy em ơi. Thấy đủ bộ đèn gầm nhá. Mùi ở trên anh. Có mọi người thấy đèn xenon chưa? Trời ơi, tối quá. Trời nhưng mà trời ơi. Đâu đâu anh xem xenon nào. Đây chân chân. Lên quả màu đấy anh ơi. Đèn xenon trông chẳng khác gì mấy nhỉ. Nó phải có màu. Nó sáng không? Cái sáng kia sáng vàng. Nó sáng rồi. Đợi lên màu à, đợi khi nào phải có màu cơ. Chứ còn màu sau này mà lên màu một cái thì anh lại phải đổi lại làm lại bộ nữa à? Đúng rồi. Ý là thế à? Không, thế bỏ xenon đông điệu anh đi tại anh chả thấy nó khác gì cả. Màu này đẹp này, cái màu đẹp này. Mình ánh đỏ nó sáng lắm rồi anh ạ. Nhưng mà tí nữa em sơn phủ xong rồi phủ một lớp ánh đỏ cho anh nhá. Ok anh này. Ừ. Còn mình anh còn lắp thiếu gì không? Cái gì vậy? Lắp môi không anh? Đâu cho anh xem mấy tùy chọn mùi xem nào. Mẹ ẩm độ xe đắt vãi cả lìn. Cánh gió đâu anh? Anh chưa có cánh gió nhỉ? Cánh gió số 3. Thì mà ngắn cánh gió luôn á. Đấy, cánh gió con này nha em ạ. Không nó khỏe xe hơn bao nhiêu. Trông giống nó giống một con xe hơn rồi đấy anh ạ. Ui, trông hầm hố nhỉ. Đèn gầm à, đèn có sửa à. À yeah, đèn gầm kìa, bây giờ thấy đèn gầm kìa. Đèn gầm mấy sơn. À vô đây sơn á. Ui, đâu có đèn gầm ta. Đây thấy đèn gầm rồi. Ui chà. Nó đắt tiền nha. Đẹp dã man. Mà sao đèn gầm màu hồng. Bộ con này sửa hết 100.000 không ta? Mọi người thấy màu hồng hay màu đỏ vậy? Tổng tiền lại nha, giùm anh nha em ơi. Màu hồng. Anh ơi, hơn thế là mấy con xe độ qua sửa có khác tiền xe độ. Không em, độ khác tiền gì đâu. Vẫn thế à? Tao hả anh? Với cả bên anh chuẩn bị tăng giá sửa xe rồi em ạ. Ờ, giờ thành phố này đắt đỏ quá. Để đèn gầm màu tím anh? Ngồi đó. Đâu, để màu đỏ mà, nhưng mà đây hình như đang là màu tím. Tiền thôi anh Duẩn ơi. Ờ. Em ơi, chỉnh lại cái đèn gầm cho anh nha. Đèn gầm anh màu đỏ mà đây là màu tím rồi em. Thấy cái cản giữa nó có màu đỏ anh, tại anh nhìn mình anh nhìn từ bên ngoài vô trong nên nó tối hơn ấy. Đây ánh đỏ rồi đây đúng là không? Em lên ánh đỏ rồi này. Rồi ok đúng rồi, chuẩn đúng màu rồi em ơi, đúng màu đấy. Em thấy màu tím anh ơi. Thì nó ánh đỏ tím lên đấy. Nhưng mà anh muốn là lên ánh đỏ gì luôn không anh? Hay là mình còn option khác không? Không cái ánh đỏ lúc nãy là đúng rồi đấy. Em chỉnh lại cái ánh đỏ cho anh xem nào. Đẹp nha. Đây. Vừa không cái tối quá. Quay lại. Rồi đây cái này. Này đúng chưa? Ờ đúng cái này rồi đấy. Từ từ nha, để anh xem lại nha. Có một chiếc xe. Rồi anh ra ngoài chờ em một tí. Chờ mọi người phải. Ờ nhưng mà tí đổi lại cái đèn gầm, đèn gầm này tím rồi. Anh lên đây làm để em hỏi đơn anh nhá. Ừ đây em ơi. Đâu nhỉ? Lên trên này. Ua, mà thề
Chắc là lần đầu tiên anh đến chỗ này cũng là lần cuối cùng luôn đấy. Chỗ này nó đắt tiền quá em ạ. Đây để em tính. Đắt vai cả bìu. Anh chị hôm nay không thuê xe anh chị. À anh ơi. Ôi anh của đây. Anh tổng cộng của anh là hết 83.000 đấy nhá. Anh có cần em đọc giá từng sản phẩm không ạ? Ừ em đọc qua một lần để anh xem nào. Vâng, đầu tiên là cái skin của anh là skin camo hết 5.000 à. Cái đấy, màu nào. Thì là màu formula nhưng mà cái này còn là cao cấp rồi. Đó là giá 3.000 nhưng mà bên em không lấy giá này. Ừ. Đâu. Đây cánh chó số 3 là 10.000. Ừ. À, cái phần sườn xe là 10.000. Ừ. Đèn neon thì anh lấy full mà option là 20.000 cộng với cả cái màu của nó là 22.000, tổng 22.000. Ừ. À, cái khung xe là 25.000. Cái bó cáp ấy. Và cái phanh xe là 10.000. Ừ, anh bảo này cái em nhìn thấy cái cánh gió đằng sau, cái gió đằng sau anh đang muốn màu đen em ạ. À, ok, đây để em xuống cho đổi xếp. Ừ. Nói chung là dưới 300 đúng không em? Màu đen mới đẹp đấy ạ. Nè thầy ơi. Ok. Anh hay. Bây giờ em viết hóa đơn cho anh rồi. Xe sắp rớt rồi xấu. Em ơi, anh bảo để cái màu đỏ này dìm nó xuống cho nó đậm đậm thêm một tí được không? Màu đỏ này đang hơi hơi gắt em ạ. Loại xe khác nhau mà. Gắt hơn. Ừ. Cảm ơn em. Bạn thấy con xe 3 kia được không? Cảm ơn Phúc nha. Bạn không độ xe hả bạn? Tôi chưa nghĩ ra màu biết, nhưng mà như bạn mắt thẩm mỹ tốt, bạn xe bạn đẹp hay đẹp? Bạn định độ con nào, Camacho à? Tôi đi Camacho đó, tại đi làm đấy hết mà. Đắt quá bạn ơi. Ờ nhưng mà tại vì nó ăn thẳng vào xe mà. Kiểu một lần nó ăn thẳng luôn ấy. Thì mình làm một lần nữa rồi. Em gọi Mai thử coi. Bạn làm sớm thì tôi nghĩ sau này cái độ xe này đông người làm nó hết, liệu giá nó sẽ tăng á. Mày làm luôn bây giờ cho. Đây đấy, của tôi nha là xong rồi đấy. Đẹp quá. Đẹp rồi. Cái góc nhìn của anh này, dù anh nhìn thẳng như này là nó anh sẽ thấy cái camo màu đen, nhưng mà anh chiếu lên hết toàn bộ á là anh sẽ thấy nó cái camo nó bị ánh đỏ lên luôn. Cái đỏ này không dìm màu xuống nữa được nhờ, cái đỏ này vẫn bị tươi quá em ạ. Tươi quá à? Ừ, vẫn bị tươi quá. Tại vì giờ ra nắng cái màu này nó lên lắm. Bây giờ nếu mà bỏ ánh kim đi nó đỏ hơn tí. Ừ, không bỏ ánh kim của anh mà đi. Mà bỏ ánh kim đi thì nó lại mất hai cái chỗ bên hai bên về, nó không có ánh, nó không còn ánh nữa. Em không thì bây giờ anh bảo này, cái màu đỏ này nó bị tươi quá thì em đổi nó thành màu cam trầm ấy thì nó sẽ đỡ chói hơn. Cái secondary đi là được. Cái này nó bị gắt quá rồi. Em mà lùi vào nhá thì nó rất đẹp, nhưng mà em đẩy ra ngoài một cái là nó bị chói ngay. Đấy, trong ngoài đẹp luôn này. À, đẹp luôn này. Uầy. Rồi, đẹp rồi. Đẹp. Chuẩn rồi. Với cả sơn lại cho anh cái cản cái cánh gió đang sau màu đen nhá. Cánh gió lại thành màu trắng rồi kìa. Anh Hoàng cầm xăng nửa triệu không? Urut là phải nửa triệu mới độ được hết tầm anh Hoàng ạ. Anh bảo này, đằng nào cũng chưa viết hóa đơn thì độ lên cho anh phanh một luôn đi nhá. Ui, đẹp thế nhá. Ok. Ừ, lên phanh một luôn. Cái màu anh ơi, cái cánh gió, cái cản đằng sau ấy, cái cản đằng sau là nó do cái màu ánh kim của mình nó lên á, cho nên là nó hơi đỏ tí nha. À được, đỏ đấy càng đẹp em ơi. Okay. Không cho nó đen xì được à? Không cho đen xì, tại vì nó giờ nó dính vô cái màu của, tại vì cái mà em chọn cho anh là màu chrome, là màu carbon, khi mà lên màu chung là nó đè lên cái màu của thằng màu gốc của xe luôn. Ừ, nó sẽ bị dính màu. Ok rồi em ơi. Cho anh lên phanh 1 nữa là được em ơi. Ok, lên phanh 1 đúng không anh? Ừ. Ôi giời ơi, 100.000 ơi. Sếp ơi, tí anh em mình đem 3 con van sang sơn hết thành một màu sếp nhỉ? Ngày hôm nay khai trương miễn phí màu hay sao ấy? Ừ đúng rồi. Tí mình đem 3 con van sang sếp ạ. Sơn hết thành màu đen xì xong rồi cho nó ánh đỏ. Được. Ừ, hợp lý. Chính mấy 12.000 đi. Em đã gửi là gì quá này. Ok em ơi. Đẹp luôn em ơi. Anh cảm ơn nhá. Anh nhớ cái hợp đồng của mình nha anh ơi. Ờ rồi ok em ơi. Ua, trông được không bạn? Đẹp vãi đái. Ua. Đi thử vòng anh ơi. Ừ, ta đi rửa xe cái đã, xe ta đang hơi bẩn. Tôi đi rửa xe cái. Xe tôi đang hơi bẩn một tí. Ui. 100.000 là đủ đúng không anh?
Bạn test phanh đi bạn. Test phanh đi. Ờ để tôi thử em có khác nhiều không nhá. Ừ, test thử phanh. À, cũng khác đấy bạn ạ. Khác đấy, khác đấy, khác đấy. Ui, dã man thực sự. Ôi bạn ơi, đừng độ phanh bạn ơi, đéo khác nhiều đâu. Ơ kìa. Thật. Thế cái bóng đẹp dã man, nó nhìn từ đằng sau đẹp dã man. Xe 7. Đúng là Missy thẩm mỹ tốt. Xe đẹp thật sự. Tôi nhìn cái bạn làm bạn làm con bò sữa trắng đen cũng đẹp đấy. Ừ, đây này, tôi có thể tôi cam chua làm trắng đen luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Ok kìa, ông ấy xuống đéo đóng cửa gì cả thề. Chà, hấp dẫn quá nhỉ. Ây da. À, chỗ này là chỗ đốt tiền em ạ. Thế vừa vào bấm bấm mấy cái mất mẹ trăm nghìn rồi. Nhà mình bán vé số mình chị anh. Mình update cái này sớm sớm là xong rồi. À. Missy hỏi là có sơn lại được cái mâm xe màu đen. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, công an chụp vào từ. Anh lấy màu xe màu đen à? Ừ, tại anh nãy anh quên mất. Không bảo. Nó anh giác cái xe vô đây giùm em. Ừ. Dạ. Anh Bume, anh đợi em tí để em đánh vào cái được không? À, con này anh muốn nghe cái bô của nó nghe lực hơn thì độ cái gì hả em? Cái gì ạ? Anh muốn cái bô của nó nghe nó ấm hơn, nghe nó uy quỳnh hơn ấy thì độ cái gì nhỉ? Không, à cái ông nếu mà giờ nếu lên turbo á, lên turbo thì anh lúc mà anh sang số anh nghe nó nạp cho rồi. Cứ bô thì tiếng bô nó mặc định rồi. À rồi ok. Độ turbo con này bao tiền nhỉ? Con này á tầm 70 anh ơi. Ờ thôi em ơi, sơn cho anh cái mâm được rồi em ơi. Thôi sếp ơi, sếp là xe này đâu cần đua gì đâu mà turbo ơi trời ơi. Không, turbo vô chạy đã lắm, turbo là nó tăng tốc nhanh hơn mà. Trời ơi nhưng mà 70.000. Thì con số nó hơi vô lý tí. Đó không vô lý tí nào, nó gắn luôn mà nó có tháo được nó đâu. 50 à tầm 20.000 thì còn nghĩ 70.000 thì thôi. Nghe lên. My god. Wow. Đẹp thực sự. Ui. Mẹ ạ. Chít chít. Chít chít. Xoài. Chít chít. Đẹp đéo chịu được. À, trò này tốn tiền quá. Trời ơi. Anh đây. Xe nãy tổng thiệt hại bao nhiêu vậy? Ôi, con này mà mốt qua nói yên. 97.000 em ạ. Tôi yên á. Holy fuck. Ok. Mà 97.000 là chỉ làm bên ngoài nhá, anh chưa động gì vào máy. Anh sơn miễn phí đúng không? Anh làm mỗi cái phanh. Ừ, đúng rồi. Mà làm cái phanh xong không thấy khác gì cả. Ok. Sếp ơi, có khách đang chờ không kia, sếp ơi. Phanh là phải, anh cứ mốt đợi mát, đánh đổ luôn. Ừ. Anh ơi, bao giờ đến lượt em nhỉ? Đã. Ui giời ơi. Ui giời. Trời siêu ơi, xe phẩm. Này. Ui xe gì xe đây? Em nhớ là 4 triệu hay sao ấy. Dạ man nhờ. Con này nó độ hết 6 lốp thì vậy. Chưa. Con này độ hết bao tiền đấy Phương ơi? Mới điện làm điện cầm điện đồ hết năm 570 bạn à. Ui mới làm đèn gầm nữa đã hết 570 rồi. Ồ điện gầm phanh rồi cột. Trời đất phô mai ơi. Còn con này đúng rồi anh ơi, con này 4 triệu lận. Dã man nhờ. Tại vì con này nó kiểu nó bị bụi trần ấy. Tôi nghe báo giá xong tôi té ngửa luôn bạn ơi. À bạn ơi. Anh mua xe này ở đâu ấy nhỉ? Tao mua của anh MC Boy. Ôi ơi, con này có đắp khoảng 1 triệu đô vào thì cũng vẫn thế thôi. Em thích nghĩ là anh nên để jean hoặc là anh để màu tối anh chạy anh à. Trời ơi, sao hai cái mẹ cản nó lại không đổi màu đấy anh?
Không, nó riêng cái này, nó riêng màu trời này. Trời ơi. Riêng. Anh cho tôi cái màu hồng đi tôi xem nào. Làm thấy cái chẳng cái xét như sao em ạ. Anh lấy màu hồng. Anh lấy màu candy không? Bùi ba sát, bùi ba sát. Màu candy đi ạ. Đúng rồi, màu candy. Anh đổi thêm một màu hồng nữa tôi xem nào, xem màu nào đáng. Đây là màu hồng nóng này. Ui không hồng. Trời ơi. Ui giời. Cái này là hồng Ritter này. Không độ là con đẹp đây, hơn là độ. Màu này thì sao? Cái màu vừa rồi ấy. Đấy màu này màu gì? Màu này là màu hồng của các con cá hồi ấy anh biết không? Anh màu cá hồi. Thì anh chuyển cho tôi nốt cả bên mấy cái vàng cái thành màu này nữa xem nào. Ok nha. Hồi cá hồng. Màu hồi cá hồng. Cái xe sắp rớt bây giờ để em chạy vô trong kia nhá. Ok ok. Anh kể con nào vậy? Xe rớt kìa. Alo. Con kia vậy. Van kia của ai kìa? Con van của ai kìa? Trời ơi rớt luôn rồi. Cứu tôi với Phương. Chết người ơi. Bà đau quá. Đúng mà. Có sao không anh? Sao lại không sao? Anh ơi em để con van ở trong kia để đổi màu ấy mà. Đau quá. Trời ơi. Làm ăn kiểu gì vậy? Em cho anh đặt trước được không anh Mai? Anh check của em xem sửa được chưa? Để em về em sửa đấy là được không? Em cho xe ra. Luộc của người ta 97.000 xong mà làm ăn thế đấy. Đau quá bạn ơi. Mẹ lộn cái xe mọi người. Khỏe luôn rồi anh. Ôi ai được anh. Ơi. Giới thiệu anh đây là chị Sa. Sa Ra Hoàng. Em chào chị Sa nhá. Em thấy bảo chị cũng hay thuê xe ở bên công ty em đúng không? Không sơn màu lắm. À vâng, chào chị. Em là độ chủ em là Misimoi chủ bên gara sửa xe chị ạ. Chị có vấn đề gì chị cứ qua chị báo bên em sửa cho nhá. Mình mới qua bên gara của đồ để sửa xe đó. À đấy à, em chưa gặp chị bao giờ. Em thấy bảo là chị hay đi với cả anh nhà đúng không? Đấy, ông vừa mới lái xe ra ngoài đó. À thế à, vâng. Thì có gì, có vấn đề gì thì chị cứ gọi điện, anh chị cứ gọi điện trực tiếp cho em nhá. Em giới thiệu với sếp đây. Đây là chị này là khách hàng gọi là khách hàng quen bên chỗ thuê xe của mình sếp ạ. Một xa đúng không, chị xa đúng không? Vâng, hai vợ chồng nhà anh chị ấy là hay thuê xe bên mình ạ. Ừ, chị cho em xin lại cái contact của chị với. Anh chị có ý định mua xe chưa? Dạ, cũng đang có ý định mua con Focus 250. À, đấy à, chứ mình chưa có nhu cầu mua xe đi chơi hả chị? Đây là mua xe đi làm trước à? Đi làm trước thôi, chứ giờ chơi bời gì. Đấy, chị ra đây, em bảo. Đâu quá. Nào mà chị có nhu cầu mua xe đi chơi thì em giới thiệu cho chị dòng sản phẩm siêu phẩm luôn. Cái này em nghĩ là hộ gia đình như kiểu anh chị là thích lắm này. Chủ yếu là bên nhà mình cần cái cốt rộng một tí. À đây à, thế khi nào mà có nhu cầu mua xe đi chơi thì chị để ý con này nhá. Đây. Tại sao nó giống con của em với anh vậy? Ủa, chị có con này à? Không, nó giống con mình. À nó hai dòng khác nhau, hai hãng khác nhau chị ơi. Hãng bên kia hãng kim cương, bên này là hãng Enert chị ạ. Enert thì trông nó thon gọn, nó đẹp hơn nhưng mà đi nó không nhanh mà con kim cương nhà chị. Anh Đỗ có các xe nào mà cốc rộng không nhỉ? Cốc rộng mà, cốc rộng bên mình bây giờ toàn cho thuê đấy chứ không bán nữa rồi bạn ạ. Không bán ạ, dạ vâng. Vợ chồng mình cũng đang tìm cái xe mà rộng để đi. À đấy à, anh là chồng của chị Sa đây à? À dạ vâng. À vâng. Em chào anh nhá, em chủ bên gara sửa xe em ạ. Dạ vâng, chào anh. Ờ, em thấy... Misimoi không ạ? Vâng, em Misimoi. Em thấy bảo là anh chị dạo này hay thuê xe đi làm lắm. Dạ vâng. Mà mỗi lần thuê 5-6 tiếng thôi, em thấy nhân viên bên em bảo rồi mà hôm nay em mới được gặp anh chị. Dạ vâng. Như quê lên cũng hoàn cảnh lắm anh ạ. Thế bây giờ anh chị có vốn khoảng bao nhiêu để mua xe cốp to rồi? Dạ, chắc nay mai tôi cũng khoảng tầm 100k thôi anh ạ. 100k à, 100k thì phải một thời gian nữa anh ạ. Dạ vâng, tại vì tôi mới trả nợ con này. Thì lúc nào anh chị đủ tiền anh chị bảo em bây giờ tìm xe cho. Vâng. Có liên hệ với lại Sonwick đấy. À. Dạ vâng. Người nào bên em được mà anh chị cứ gọi cùng một hội với nhau hết được mà. À, dạ vâng. Vâng. Cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn anh chị nhá. Rồi. Bây giờ con. À, ông chủ Độ có bao giờ bán xe máy à? Xe máy thì bên em ít mà thôi, chị đừng đi xe máy. Đi xe máy tỷ lệ tử vong cao lắm chị ạ. Trời ơi, chị nghiền đi xe máy. Ôi trời ơi, thôi em ơi. Chết thôi chị em ơi. À. Cái tiền mà mình chữa bệnh nó không bằng bao giờ nó hồi lại được. Thôi chị cứ đi ô tô đi cho lành. Ô tô chị đã hung thần xe lộ đó. Mẹ đông quá. Đồng bãi đai. Nghe hấp dẫn thế nhỉ.
Được rồi, được rồi mọi người ơi. Ui giời ơi. Đi ra đi ra đi ra. Thường quá. Thôi bạn ơi, lại qua bên tôi sửa cho. Thì anh hỏng một công đội cho anh này. Ơ, xì khói rồi kìa. Ok nha. Đen hết rồi đúng không? Em full đen luôn đúng không? Full đen này, đen xì cho em. Đây, con mẹt đây. Không nhờ em nghĩ là màu tím nó đẹp hơn nhỉ. Chất titanium này đâm ra rất khó để chỉnh. Đi thử cho vào xem là không phải tím mà làm tím nhám. Tại loại chất đất. Chúa tể titanium nhá. Quấn quấn nhìn thích. Chúa tể titanium. Anh Tiến đây, em bảo đây. Ơi. Anh ba mấy tuổi rồi anh đã bao giờ thấy con xe này xấu như nào chưa? Thôi, xe của đồng chí cảnh sát thì thôi anh không bàn luận. Anh không bàn. Đi xấu quá xấu quá. Đi. Anh không bàn chuyện với anh cảnh sát này. Kiểu không học mỹ thuật cảnh sát. Mắt thẩm mỹ có vấn đề gì? Chịu. Bảo sao? Mời anh xem đi nhờ với. Được không sếp? Em đi rửa xe. Được. Chuẩn rồi đấy. Đấy, tất cả chuyển hết vào màu này nhá. Ui, hợp thế nhở? Trời trời tối nữa thì thôi. Cái này mà lên, không cái này là mà lên thêm kính đen nữa, đẹp. Kính tím full hả? Đen ấy. Tím hả? Tím nhám à? Tím nhám bạn này. À, bảo cậu nhân viên viết hộ anh cái hóa đơn kìa. Làm quá kính đen đi bạn ơi. Kính đen độ hết khoảng bao tiền nhở? Như 10.000 đó. Full bộ 10.000 trừ kiến trước. Ôi thôi em bật sao? Xe là gia đình đó, đi gia đình làm quả kính đen cho nó hợp lý. Phương tặng tôi bộ kính đen à Phương? Ok luôn. Ui ơi, em ơi. Em bạn anh tặng anh bộ kính đen thì em đánh xe anh vào lắp vào anh bộ kính đen cái. Lại vừa gấp cái chìa khóa nha. Đây đưa rồi. Nhanh không bạn anh đổi ý. Nhanh mọi người chạy ra chút mọi người ơi. Nhờ mọi người đi. Nhờ mọi người đi. Đi ra đây. Vào đây mà nói đây. Tưởng thế nào giang hồ ra ngoài hơi mệt mẹ con này bạn tốn bao nhiêu tiền vào đấy rồi à Phương thì em đi vào em đang nên dụ ra ngoài mà em đã thấy rồi này con này tôi có nhìn nhầm một cái vành của nó cũng sáng à bạn cái này cái vành của nó cũng sáng à cái bánh anh Tiến anh Tiến này phát quen mà đẹp thế nhở. Này con này chính xác đây là bao tiền đấy Phương? 570. Không, ý tôi là giá tiền mua con này trước đã. Giá tiền này chưa có và bữa tính nó bị nhập con mấy cái này giờ này. À thế à. Nhập mời xong rồi mới xét được giá. Đây. Anh muốn đen tuyền, đen khói hay đen mờ? Đen khói này. Đây để anh hỏi bạn đấy nha. Phương ơi, kính của bạn mua tôi thì nó đen tuyền hay đen khói đen mờ đẹp hơn nhỉ Phương nhỉ? Thì bên cháu đấy. Đen thui luôn em, đen thui luôn. Đen thui, đen thui nè. Ôi đen thui quá em ơi, thui quá. Khói. Đen khói này. Đen khói, đen khói em ơi, đen khói nhá, đen khói nhá. Cún trên kia, đen không ra. Lên bộ kính nhìn nó vô phơm rồi anh ạ. Xe sang liền. Mẹ, trông nó khác hẳn nhờ. Đen ra. Mạo ra bọn em băm luôn. Thôi cảm ơn bạn nhá. Ok bây ơi, không có gì bây ơi. Ghi qua đơn cho. Cảm ơn bạn nhá. Bây giờ mặc thường phục của đéo dám hoa này. Đóng là 20.000 cái đèn chỉ trong 10k rồi lại 10.000 kiếm. 10.000 kiếm. Tổng là 30 đúng không? Lúc chúng ta mặc em viết cho anh cái hóa đơn 20 thôi. Còn 10.000 tiền kính em viết cho anh Phương của anh cái. Cái kính để anh thanh toán nha. Nghiện quá. Ui. Thế mà đéo hiểu sao con này nó đẹp thế nhở. Wow. Ui giời. Đéo phải bản chất của con này nó đã đẹp rồi nên là sơn màu béo thì nó cũng đẹp ấy. Cái dáng nó hay nhở? Lên tông đẹp lắm anh. Tại vì á là nó ở dưới nó có cái lườn màu xanh gì á. Đẹp. Anh lên đây. Bên này trong này đang hơi nhiều xe, anh có xe ra ngoài. Ôi chiếc này tính ra độ chắc hết mẹ sơn. Ôi sướng quá. Ổn không ta? Nhìn không ổn lắm. À đây, ổn rồi bạn ơi. Cái này tốn sơn nha. Ổn rồi bạn ạ. Màu cũ đẹp hơn đúng không? Ổn. Anh đổi màu cũ luôn không? Cái màu mấy cái màu xanh xanh ở dưới này. Không, màu đó là màu chủ đạo em. Em thấy màu cũ đẹp hơn. Thực ra là về ngôn ngữ thiết kế bạn thì cái màu xanh này với cả cái màu đỏ này nó sẽ đéo liên quan đến nhau.
Đúng rồi. Rõ ràng là vậy anh. Anh chị ơi, con xe của anh là chỉ được phay vô lại, lại em. Cái default của nó đẹp nhất rồi anh ơi. Default là ngon nhất rồi. Mấy chiếc siêu xe là gần như là nó đã cố định hết rồi. Bây giờ con này sẽ đẹp hơn nếu như mà bạn đổi nó thành màu đỏ và tất cả những cái viền này bạn đổi thành màu trắng hoặc là ngược lại. Cái màu kia nó kết hợp với nhau phải tiêu. Không đổi được cái màu dưới mà. Phải đổi màu dưới đi anh ạ. Đổi luôn cái màu dưới mới được. Em kêu màu cam, em kiếm màu cam. Ông này hay trông cá đúng không nhỉ? Anh đầu chọc mà khó khăn đúng rồi. Hôm nay không trông cá nữa à? Hôm nay đéo ai đi câu cá. Thật ra thì hôm nay mọi người đi tiêu tiền mẹ hết rồi. Không, em thật ra thì em trông cho công ty thôi, nhưng mà người ta thấy người ta cứ lên gửi xe chung quá mà. Anh Tiến ơi, thằng này trông chiến quá anh Tiến ạ. Nhưng mà nghe giọng buồn cười của anh rồi. Nghe giọng đéo hợp với mặt thế nào ấy. Anh vừa nói xong mà bảo là mặt em với giao diện của em nó không liên quan. Giọng Hiền ơi Hiền. Ủa, tí nữa chắc em phải đi làm bộ râu này anh ạ, trông bộ râu nó chiến quá. Anh ơi, sao em làm hành động giống nó mà sao trông nó ngầu mà em bần thế? Anh nhìn thấy em có bần không? Có hốc lại cái khuôn mặt ấy, nó đã hiền rồi. Nên kiểu bóng bóng ấy mà. Đỡ hơn chưa anh? Chưa, anh không làm cách nào luôn. Nhìn anh là giống vợ anh này rồi đấy. Đúng vợ là nhau. Đúng vợ là nhau. Trông kìa. Ê, đẹp thế nhở? Baby. Tí em cũng đem con Camaro sang độ màu xem ạ. Nhưng mà chắc không có tiền độ mấy kia. À, đủ người chưa nhở? On the mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thiếu 2 thằng. Thiếu thằng nào nhở? Tài đi ngủ rồi chú ơi. Tài đi ngủ rồi anh ơi. Tài ngủ với thằng nào nữa nhở? Thằng Ben à? Đợi thằng Ben về đã. Cái gì? Anh ơi, em bị tai nạn trên cao tốc rồi anh ơi. Ô kìa, mẹ mày. Đợi em tí, em lóc mấy con xe nha. Nhanh. Một phút. Sếp ơi, nhân viên mới mình là em đánh giá là cũng nhiệt tình sếp ạ. À, kinh nghiệm hơi thiếu thôi nhưng mà cũng nhiệt tình, nhưng mà thi thoảng hay dọa đánh khách sếp ạ. Sếp nhắc nhở lại nhá. Dọa đánh cả sếp luôn cơ. Thế thì đuổi việc thôi. Không vấn đề gì cả. Ok. Em hay bị dọa đánh lắm sếp. Không ai, anh ơi thằng này chơi đồ nhiều quá ấy. Giúp anh rủ em chơi đồ à? Cái tài hư. Này, cái thằng này. Đừng nhiên tao buộc lại dây quần nhá. nhột anh ơi. Ui. Ui. Bao lần rồi mà dây kỳ quần lắm, các thứ kỳ lắm. Thắt nút vào chứ không rơi ra thì sao? Công ty đông người kỳ lắm. Lớn phải tự biết chăm sóc sức khỏe chứ. Tác phong ăn mặc chỉnh chu. Đúng quần đồng khuy đồng tao này. Đúng tun. Sao nhìn cứ tun. À nhầm. Họp mình sao lâu thế nhỉ? Đợi thằng Ben. Mày vội. Nó vừa bị tai nạn. Bây giờ nếu như mình đuổi việc nó là mình đỡ phải họp thì đỡ phải đợi nó đấy. Sếp đi bảy, đi bảy đừng có cãi sếp. Làm sao? Tao bảo thằng Bông Mai mà. Sếp mà. Bông Mai giờ làm sếp rồi. Đâu có. Em chúa luôn đi. Bố. Đang ngoài đường phải lắm. Đâu sếp áo trắng uống nước không? Em lấy nước rồi. À nhân tiện em cũng đang hết nước. Anh cho em xin vài chai nước anh. Mày đi ra. Thôi sếp ơi.
Thôi thúi quá, thúi quá nhím ơi, bỏ ra đi. Khắm quá. Đây đây, xếp ơi. Này đấy em xếp, này đấy em nha xếp. Cảm ơn NG nhá. Bèn lâu thế nhở? Mày đi đâu rồi? Em đi với tốc độ ánh sáng đây, tới hầm rồi nè, tới hầm rồi. Ờ. Này, sao tao chống lại trông hèn thế nhỉ? Khoai tay là gì đây? Cop 2 Cop 2 CROSS 2 Chéo 2 sếp ơi. Đây đây đúng rồi, à. Đấy anh nhìn như này. Còn tấu anh ạ. Sếp sếp chỉnh mặt biểu cảm là tức giận đi sếp. Xong tí anh Ben đến mắng anh lên chạy. Sao mắt của nhím chố ấy. À Giang sếp mắt to vãi lồm rồi. Vâng em nghe. Mà tao có sẹo không? À vâng anh ở đâu ạ? Đừng có nói đùa. Ok ok. Sếp ơi em ra thu sát vụ tí nhá. Tức giận rồi mặt tức giận rồi. Chồng tao tức giận không? Hay à. Ăn ăn này. Em về đón này. Phải biết cửa việc. Lâu thế nhở, đây đợi lại đợi bên ngoài đi. Con người lại sợ dây run rồi này. Còn đang dí cây nữa. Mày đừng để tao đóng. Cái gì ấy? Thôi, nào mẹ mày đánh nhau rồi, tí đánh mẹ và mặt chip già rồi. Anh bắt kính của em rồi. Đợi xíu em nhá, công ty anh đang họp. Còn gì cây nữa anh ơi? Gì cây ngủ rồi. Gì cây mai phổ biến lại nó xong. Ok, của anh 4.500 em chuyển khoản cho anh nha, anh Luân. Thì mà họp gấp thì anh trai. Anh cứ về em chuyển khoản cho thì có việc gấp thì mới họp gấp. Xe, để em không nhầm. Bộ óc kinh doanh của em mách bảo như thế. Mày bị đuổi việc. Mày ngu quá. Không phải à? Vâng. Em làm gì có ốc hay nhím? Ờ nha, đông đủ rồi về tao bảo này. Về tiền quỹ của công ty còn 330. Nếu như mà thu mua sắt vụn ý, thì mua thêm khoảng 300 nữa là quỹ của mình sẽ dư ra khoảng 3 lốp. Thì tao đang có một cái deal là tao bỏ 800.000 ra để tao mua 20.000 điếu thuốc lá. Tức là nó sẽ có bao thuốc. Trong bao thuốc là mỗi bao sẽ có 10 điếu. Và nếu như mà mình bán với cái giá 30 đô một bao thuốc, chỉ 30 đô một bao thuốc, trong đấy đã có 10 điếu nhá. Mà mình bán hết cái chỗ đấy là mình đã hòa vốn rồi. Mà một bao thuốc đấy mình hoàn toàn có thể bán 500 đô phát cho thằng Phát nó đi bán ở quán trà đá hay là bán loanh quanh thành phố này các thứ, là mình có thể ăn lãi gấp khoảng mười mấy lần cái đống thuốc lá đấy. Ui à. Nhưng mà không ai mua sao anh? Mà em nghĩ là hơi mất thời gian đấy. Nhất là mất thời gian, thứ hai là cái số lượng nó lớn quá mà mình không thể mua đúng thấp rồi. Hơn được, mình bắt buộc phải mua 20.000 bao. Nhưng mà nếu như mà xác định lâu dài ấy, thì cái đấy nó lãi rất là lớn. Nhưng mà không có tác dụng nhiều anh nhỉ? Giảm suy chết. Đấy. Mọi người có thấy dạo đi làm xong cái não lên rất là nhiều không? 30 đô một điếu hơn đâu. Nhưng mà đấy nó chỉ là khởi đầu thôi. Sắp tới não nó còn lên kinh khủng hơn và mọi người phải hút thuốc liên tục cơ. Sao não của em nó ở số 0 hả anh? Mày có đi làm đâu. Mày có đi làm bao giờ đéo đâu. À. Trời ơi. Này tan ca nhá, giải tán. Khỏe. Ok sếp ơi. Bác sĩ ơi, sắp chết rồi, cứu với bác sĩ ơi. À, sao anh bị gì đấy? Ui, tôi bị sắp chết bác sĩ ạ. Bây giờ làm nhau bác sĩ ơi, làm nhau. Vô đây em bị cứu nha. Ui, nhanh bác sĩ ơi, không chết người đấy. Anh bị sao đấy? Khổ quá, tôi bị tai nạn lao động, đang sửa xe ô khách thì bị cái xe đè vào người bác sĩ ạ. Anh là người may mắn lắm đấy. Anh là vị khách đầu tiên của em hôm nay ấy. Ôi thế à? Mới bắt đầu ca trực à? Chắc đâu, em trực 4 tiếng rồi, anh là người đầu tiên đấy. Ôi kìa, hôm nay thành phố không ai chết à? Không anh. Trời ơi, viện phí bao nhiêu tiền đấy? Em của anh hết 500 ạ. Đây, đưa viết hóa đơn à hay là đưa tiền luôn? Anh muốn hóa đơn hay đi được mà. Ờ, thôi để anh đưa luôn. Để